Shop đô lính chuẩn bị. Xin chào các bác. Hôm nay ngày 15 tháng 2, em lên với các bác ít đô lính nha bác. Đô lính Mỹ thập cẩm. Bóc cái gì lên cái đó nghe các bác. Nó cũng chưa soạn cho nên là cứ bóc cái gì lên cái đó đi. Rồi, đầu tiên là một áo satin. Một chiếc áo satin nha các bác. Màu thì hơi xuống màu, nhìn nó nói chung nó đều màu nha, quan trọng là nó đều màu. Size 15 1/2 x 33 ha. Áo còn ok, không lỗi. Hình như nó có xước một tí, nãy có kiểm tra thì có xước một tí thì... Rồi đời 72 nha các bác. DSA 100 đời 72 ha. Chuẩn hàng cấp phát 572. Rồi, tem rin theo áo nha các bác. Chỗ này nó tháo tem này. Nhưng mà nó cũng không lịch màu lắm đâu nha. Các bác về ủi, giặt sơ, ủi thẳng ra là hết. Áo còn ok lắm, tay rồi chưa có sờn gì đâu nha các bác. Nói chung là nó xuống màu theo thời gian thôi. Màu nó, nói chung là màu nó bây giờ nó hơi nhạt, nhạt màu tí nhưng mà nó đều. Nó xì ngay chỗ cái góc tay này. Này thì chắc cũng không vấn đề đâu các bác. Rồi, xíu xiu bằng đầu tâm này. Một xíu bằng đầu tâm thôi, bằng hạt gạo đó nghe các bác. Đó, màu này nó đều màu nha, quan trọng đều màu. Mấy cái vết xước này thì không tránh khỏi ha, nhưng mà nhẹ thôi, nhẹ thôi nghe các bác, không vấn đề ha. Rồi, tem rin theo áo. Cái chỗ này nó bị bể một nút. Các bác có lấy nhớ nhắc em nha, em sẽ thay một hộp nút. Nút này nó giống y nút áo 165 thôi, em sẽ gỡ một hộp nút. Rin em thay vào cho các bác không tên. Rồi, nói chung là còn ok, không không vấn đề các bác. Này còn khá ok, màu nhìn bụi bặm nha, quan trọng là nói chung là không rách lũng, không sờn tay. Nó chỉ hơi bị một chấm ngay đây, hôm nay em báo đó, ngay đây sau cánh tay, và một chấm ở đâu đây xíu xíu thôi, không vấn đề đâu các bác. Hoặc là một ân về các tay ngắn luôn này là coi như không có lỗi ha. Sau thì một chấm mấy cái vết xước xước đó thì không vấn đề. Rồi, các bác cỡ như em là đẹp ha. 1m68 và nặng. Từ 1m60 62 đến 1m68 nha. Và nặng cũng từ 68 cân đổ lại thôi. 70 cân, 70 cân hơi ôm nha các bác. 1m60 đến 1m68 cũng từ 60 đến 68 cân. Rồi ok các bác. Áo tình trạng khá là ok, màu đều màu nha các bác. Sáng màu. Nói chung nó ngã màu theo thời gian thì bây giờ nhìn cái màu nó sáng hơn thôi chứ còn không cũ đâu nha, nhìn nó cái màu nó không cũ đâu nha các bác. Ok. À, mặt thả vậy cũng được, cũng hay ha. Bụi bặm nha các bác. Rồi em bán 550 ngàn. Rất là hợp lý nha các bác, cái áo còn khá ok đấy. Mã 198. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em lên cái áo nữa đi. Cái áo này cũng giống như cũng vải saten đấy các bác. Nó là vải saten luôn nha. Mà cái màu nó đậm lắm. Màu nó đậm lắm nha các bác. Độ mới cao. Áo còn ok. Chỉ thừa đấy nha các bác. Không phải bị gì đâu. Chỉ thừa thôi. Nhưng mà nó... chất vải nó saten nha. Vải ok lắm mà. Các bác thấy cái màu không? Nó đậm. Nó đậm dễ sợ ha. Nhưng mà nó không phải lính Mỹ thôi nha. Cái này không biết phải của lính không. Nhưng mà chắc chắn không phải lính Mỹ. Rồi, saten này. Chắc lính gì đó ha. Lính Canada, lính gì đó. 1974 nha các bác. Năm 1974. Cái này thì em nghĩ chắc là áo lính đấy. Nhưng mà lính gì á. Lính Canada hoặc là lính... chắc cũng không phải lính Canada đâu. Hột nút, nếu Canada thì hột nút nó khác ha. Thôi cứ cho thương mại đi cho nó nhanh ha các bác.
Dung không biết nha, không biết, cho nó thương mại đi cho nó nhanh. Nhưng mà nó mới lắm, độ mới cao, màu đậm nha các bác, còn rất là ok. Mấy cái cạnh này nó đường chỉ đường kim nó bị nổi mấy cái xước sợi vải thôi, giống như kim nó may cái to quá nó xước lên thôi, không vấn đề nha. Nhưng mà quan trọng nó mới, không dơ bẩn, không lỗi lầm, độ mới cao nha các bác, kiểu dáng khá là hay. Rồi dây rút luôn nha các bác, có cả dây rút eo, rồi size nhỏ khá là hay đấy các bác, kiểu độc lạ nha. Bác nào thích độc lạ lấy cái này, nhưng mà nhỏ thôi, tầm 60 cân rồi các bạn, 60 cân và 1m6 đổ lại thôi, 60 cân, 50 đến 60 và 1m60 đổ lại. Em m68 thì cái tay hơi ngắn, khá khá hay đấy các bác. Nhìn khá là hay đấy, màu đậm lắm nha. À, cổ bẻ nha các bác, điểm gài nút lại đi, nút chìm luôn nha, cái này nút chìm, nút chìm nha các bác. Mất một nút rồi các bác. Rồi em, các bác lấy thì nhớ nhắc em nha, em thay các bác, em thay một hộp khác mà sợ không có giống thôi. Nhưng mà này nút chìm nè, có thể lấy hộp bên này em bỏ qua đây, còn kiếm hộp khác bỏ vô đây cũng được, tại mình tức là cái này cũng nút chìm đây các bác, cho nên là lấy một hộp này bỏ qua đây ha, toàn bộ nút chìm hết, cho nên là không sao. Ví dụ em có thay hộp nút nó khác một tí cũng được, cái này nó giống nút M65 ấy, nhưng mà cái màu nó đậm hơn. Rồi cái này em bán 600 ngàn luôn rồi. Khá là hay đấy các bác, gài gài nút trên cổ luôn được ha. Rồi cầu vai dây rút luôn nha các bác, dây rút eo rồi luôn, chất vải saten luôn nha các bác, màu đậm ha, mới lắm, cái này đồ mới cao, rất là mới nha các bác, 96% đấy. Cái này xước xước gì cái sợi vải lên thôi, thì bác nó dơ dơ hay gì thôi, không vấn đề ha. Rồi 600 ngàn nha các bác, mã số 199, 199 nha các bác, giá 600 ngàn. Tiếp theo em lên, tiếp theo em lên với các bác. À, có cái bộ này hay nè các bác, em nhớ còn cái áo em để đâu ta, ở đây nguyên bộ luôn nha các bác, chất vải đẹp lắm, chất vải rất là đẹp nha. Cái này nó dạng như liner, có thể là lót nha các bác, nhưng mà nó cái này các bác mặc không nó cũng đẹp. Cái này không biết của nào, cái này cũng của lính đấy các bác, nhưng mà không biết lính nào thôi, đời 1981 nha các bác, không phải lính Mỹ đâu nha, nhưng mà cái quần khá là ok đấy, giống lính Pháp gì hay, có thể lính Pháp nghe qua. Cái này cái lót rồi đây, cái này khá là hay đấy, các bác mặc không cũng đẹp. Bây giờ các bác mấy bác lớn tuổi mặc rồi không nói là nghe, bữa nay mấy 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 em tin tin đó, mang cái này cũng mang nguyên bộ này đi ra đường luôn đó nghe các bác. Ồ, cái bộ này khá là độc đấy, nó mới không lỗi lầm nha các bác. Rồi cái này thì đời 78 nè, áo này đời 78 nha các bác, còn quần là đời, nó đồng màu luôn nha các bác, đây các bác nhìn thấy nó đồng màu luôn nha, nó đồng màu luôn, quần 81 áo 70 78 nha các bác. Này hay lắm đấy các bác, một là các bác mặc không, hai là các bác làm lót nha, mặc này ở trong xong mặc thêm quần và áo phi la kết bên ngoài ha. Cái này thì không cần gài nút, không cần gì hết đó, cho nên nó tiện. Còn thêm một cái là mang ngủ, mang ngủ nghe các bác, mang ngủ rất là ấm ha, hoặc là mặc không thôi rất là hay ha, dán hết nghe các bác. Này dán, ồ cái này
Cái này vòng bụng thoải mái nha. Vòng bụng từ 75 đến 80, vòng bụng em 85. 85 mang vẫn thoải mái nha các bác. Cái này nó thun. Ồ hay đấy các bác. Khá là hay nha. Mặc lửng thôi, quần nó quần lửng. Quần này quần lửng. Đây các bác nhìn cái chiều dài nha. Các bác thấy chiều dài của em không? Đó, quần lửng thôi. Nói chung các bác tầm dưới 65 kg đi ha. Dưới 65 kg và cao cũng 1m65 đổ lại thôi. Em 68 kg. Dưới 70 kg vẫn được các bác. Và dưới 68 cân đi và dưới 1m75 nha. À, dưới 1m65. Ồ cái này hay đấy các bác. Áo còn mới lắm. Và cái lót, cái chất vải của nó cũng đẹp nha các bác. Quần này làm lót hoặc là các bác thích mặc nguyên bộ hoặc mang ngủ nha, hoặc là mang cái áo không cũng được các bác, thấy không? Mặc cái áo không khá là hay nha các bác. Rồi kiếm cái mũ nữa, kiếm cái mũ nữa đội vô. Này miếng dán rất là tiện ha, và nó mới lắm các bác, không biết lính gì. Cái này thì của lính đấy nhưng mà không biết lính nước nào thôi. Đây các bác ha, miếng dán này, cái lớp ở trong mà vậy thun nha. Nói chung nó chất lượng lắm, nó chất lượng hơn lót của áo 1m65 nhiều nha các bác. Bo này có cả bo luôn nha, độ mới cao ha, không lỗi lầm. Và không biết làm sao kiếm được nguyên bộ ghép vô đồng bộ luôn các bác, khá là hay ha. Chỗ này vẫn có cái lỗ thông hơi đây nha các bác đó, nhưng mà nó kín lắm các bác, ví dụ mặt không cũng không không thấy đâu, nó rất là kín tại nó chồm ở bên này là rồi. Khá là hay nha, ống quần cũng dán nha các bác, khá là hay đấy. Cái này em cứ lên, không biết các bác có chốt hay không thôi, nhưng mà em cứ lên không thì nó, cái này mấy trong hội vintage thì người ta cũng săn cái loại này nhiều lắm. Rồi rồi ok nghe, cái quần nó cũng chất lượng lắm nghe các bác, nó miếng dán bên hông. Cái này em bán nguyên bộ nha, em bán nguyên bộ. Rồi 1.200.000 em bán nguyên bộ nha các bác, 1.200.000 mã 200. Rồi em bán 1.200.000 mã 200 nha các bác. Cái này em bán nguyên bộ cho em không xé lẻ nha. Nãy em chưa đo đúng không các bác? Em đo hai cái đầu tiên em cũng chưa đo, em lên chậm quá không. Vai 49 nè, tay 60 và dài dài 65.5. Cái quần thì lưng thoải mái nha, tại nó thun. Nãy em mặc vô thì các bác cũng hình dung được rồi ha. Em sẽ đo, dù em để nhẹ này nó có 70 thôi nha các bác, để nhẹ thì nó chỉ có 70 thôi, nhưng mà em kéo căng ra thì nó được 80, 87 lần ha. Rồi và dài này nó quần ngố thôi nha các bác, dài 80, 85. Rồi 1.200.000 nguyên bộ nha các bác. Rồi em đo hai cái áo này, cái áo thứ hai đây, cái áo mã 199 nha các bác, quên phải đo chứ. Rồi vai vai 46 các bác, tay 54 nha. Rồi dài dài 73. Rồi cái áo saten đầu tiên đây, vai 45, tay 60 và dài dài 71 nha các bác. Vai 44 tay 60 mới nói em quên, các bác nhớ coi lại mà. Rồi tiếp theo em lên cái quần, à sẽ lên cái quần này đi. Rồi một cái quần dạ nha các bác,
Vườn dạ M1951 nha. Cái này thì nó sản xuất mà nó bị hai màu các bạn, với lại nó dơ, nó hơi dơ thôi nha, nó mới cột nút nè các bác, có lấy thì dời hột nút này qua thôi ha, lấy hột nút này đính qua thôi dễ, hoặc là các bác bảo em đính cho các bác luôn cũng được. Khóa nha, gripper Scoville nha các bác, gripper Scoville USA. Rồi, nó là medium regular nha các bác. Cái này đời tem in thì nó xưa hơn. M1951 nha, chất vải dạ nha các bác. Quần dạ nhưng mà nó làm hai màu nè, cái này bữa em lên rồi mà không thấy bác nào. À, tức là vẫn ế các bác. Này bữa bán 500 mà ế, bữa nay bán 400. Rồi. Rồi L92 nha. Thực chất nó hai màu là do lỗi nhà sản xuất thôi nha các bác. L92 dài 97. Này giống như nó đã lên like rồi nha các bác. Các bác có ngắn thì xuống like được, dài 97 các bác, cao 1m7 là đẹp. Rồi, ống 26. Đó, và nó bị dơ, thứ nhất là nó dơ đây nè. Ha. Nó dơ đây nha các bác. Đó, nó dơ đây nè. Và nó bị hai màu nha các bác thấy không? Nó bị hai màu các bác thấy không? Cái này ô liu nè, con này hanh úa. Nhưng mà nó đều nha, tức là hai màu nhưng mà nó, tức là phần trước là hai phần nó đều nhau, nó cùng một màu. Và cái phần sau là hai màu nó cùng một màu luôn. Tức là khác màu nhưng mà thân trước với thân sau là nó đều nhau nha. Tức là thân trước một màu khác, hai thân trước một màu khác và hai thân sau một màu khác nha các bác. Mà hai cái túi nó màu nó khác luôn, nó lại vẫn đều nhau nha. Cho nên nó vẫn đều. Với lại nó hơi dơ thôi, mấy cái này với trắng trắng này em nghĩ chắc giặt ra đấy. Nhưng còn cái này thì không biết ra hay không nha. Như em báo không ra đi ha. Còn lại là không rách lũng không gì hết nha các bác. Quần ok lắm. Rồi tăng đơ tăng giảm đầy đủ ha. Em bán 400 ngàn. Cái gì đó HG. Hàng chuẩn hàng xưa. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha các bác. Rồi. 400 ngàn mã 201. Rồi. Tiếp theo em lên một cái áo satin. Ồ cái này mới, còn cái này độ mới khá cao đấy các bác. Đậm màu, độ mới phải 95% đấy. Nhưng mà size, cái này size nhỏ nha, bác nào nhỏ con lấy con này. Rồi, 60 cân. 60 cân nha các bác và 1m6 đổ lại. À, 60 cân đổ lại và mét 6 đổ lại. Rồi cái này em bán 1 triệu tròn. Cái này độ mới cao không lỗi lọc. 95% nghe các bác. Ok ha. Em gài thì nó ôm. Em là 1 mét 68 và 68 cân. Rồi, 14 1/2 nhân 31 nha. Đời. Đời 75 nha các bác. Ghế ta 1575. Rồi chuẩn hàng cấp phát nha. Hàng satin. Rồi. 1 triệu tròn. Áo ok không tì vết nha. Áo đẹp không tì vết. 95%. Mã số 202. Nói chung là không tì vết không lỗi lầm cho nên em không cần phải giới thiệu, em không cần phải review kỹ nha, tại cái này em kiểm tra trước rồi. Đây các bác. Ok ha. Áo còn rất ok. Size nhỏ nha, các bác nhỏ nhỏ con. Chốt con này. Rồi vai 39 thôi. Tay. Tay 56.5. Dài. Dài 69.5 luôn nha các bác, 1 triệu đồng mã 202. Rồi tiếp theo em lên một cái áo, áo không quân, một áo khoác không quân nha các bác. Nó mất cái lót bên trong, cái lót phụ thôi nha, cái lót này thì trời lạnh thì mình gắn vô thêm nữa, còn không thì cứ khoác vậy thôi, nó mát các bác, là hai lớp mỏng nhẹ nha các bác, khoác nhẹ nhẹ mang mùa thu mùa hè đều được.
size 32 short. Cái này hàng cấp phát đấy nha các bác. Nhưng mà nó giống như đời 88 thì phải. USAF nha, tức là của không quân. Mấy hàng này thì Philadelphia, mấy hàng này thì không lẫn đâu được các bác. Mấy hàng này thì nó là hàng cấp phát này, không không lẫn đi đâu được đâu. Nhiều khi cái tem chính nó ghi vào trong cái lót cũng có. Rồi, cổ thì bị dơ nha. Cổ bị dơ nè các bác. Các bác thấy cái này nó dơ nha, nó móc nó dơ chứ không phải là bị phai đâu nha. Cái này là dơ thôi nha, bảo đảm là giặt ra. Đó, chứ không phải bị phai bị gì đâu. Này nó mang đó nó móc luôn. Các bác thấy không? Rồi, còn cái miếng dán này để dán vô cái lót phụ nhưng mà không cần thiết đâu các bác. Áo còn còn lại áo còn ok nha, độ mới cũng khá là cao đấy. Rồi size nhỏ nha, bác nào nhỏ con. Áo này có bo nha các bác, nhỏ con hoặc là các bác nữ nha. Rồi. 55 cân đổ lại ha. 55 cân đổ lại nha các bác và cao 1m6 đổ lại. À, 1m6 đổ lại và 55 cân đổ lại, nói chung càng nhỏ càng tốt nha. Đó. Khóa ID luôn nha, à khóa IKK nha các bác. Khóa đồng màu đen IKK. Đó, em mang vẫn vừa. Hơi bó đấy các bác. Rồi có cầu vai nha. Có cầu vai. Rồi em bán 500 ngàn. Mới lắm nha, nhưng có điều nó hơi dơ ra cái cổ thôi. Không lỗi lầm. Size đẹp nha các bác. Size nhỏ hiếm. Các bác nhỏ con hoặc các bác nữ nha. Vai 44. Tay 64. Và dài. Dài 62. Rồi 500 ngàn. Không lỗi lầm tì vết nha các bác. Nó chỉ dơ cái cổ, nó mang dơ thôi. Mã 203. 500 ngàn nha các bác. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo lên cái quần dạ này. Còn mấy cái quần dạ lên hết đi. Bữa giờ nhiều bác hỏi lắm. Bữa giờ nhiều bác dặn cái này sẵn em lên ha. Bữa bác nào chốt hụt thì chốt lại cái này nha. Rồi. Vai lưng 76 các bác. Cái này size nhỏ nè. Eo 76 nha các bác, kéo căng này thì 78 ha. Độ mới cao lắm các bác. Độ mới rất là cao, size nhỏ đẹp nha, mấy cái này vết dơ đi thôi. Hàng giả thì thường nó hay dính dính cái này vô thôi. Cái này nó rất là mới nha. Cái này là dơ nha, cái này đứt nè, em cạo ra nè các bác, thấy không? Này nè, cái này đứt thôi. Còn lại là nó mới lắm, nó phải chín. Nói chung là rất là mới, 96% ha, trở lên. Nhưng mà nó có điều nó có dấu ở đây nè. Các bác thấy không? Nó không vấn đề đâu nha, cái này nó bên trong thôi. Lý do là ngày xưa là cái lưng nó như thế này nè. Lưng nó rộng hơn phân ha, người ta chơi người ta tháo ra, người ta nới cái lưng á. Giống như anh này anh mang bị trực á, anh nới tháo ra, nới cái lưng, anh nới ra sát mí, các bác thấy cái dấu cũ nó này không? Tháo, người ta tháo xong nó bị lủng lỗ thôi. Rồi cái này em đưa cho thợ họ may lại thôi. Họ bóp lại cho như cũ cho mình, xích vô trong một chút. Xích vô qua khỏi cái chỗ rách thôi nhưng mà bên trong thôi nha. Cái này nói chung là bên ngoài là không có vấn đề, bên trong thôi, nhưng mà vẫn phải báo cho các bác. Đó, em là cứ phải báo cho nó kỹ đó, để các bác đó, tiện nắm bắt thôi. Thực chất bên ngoài là nhìn không lỗi lầm, nếu mà bên ngoài là không tì vết nha các bác, còn bên trong thì như em đã báo không vấn đề, các bác mang không vấn đề ha. Rồi size small, small gì đây, nó mờ rồi. Rồi mờ 1951 nha các bác, hàng cấp phát lính Mỹ nha. Size nhỏ đẹp. Rồi dài 93. Dài 93 nha các bác. Cái này em biết lên like chưa? Có thể nó lên like rồi nữa. Nhưng mà các bác không thích thì có thể xuống like được, cũng không có dấu đâu, nó vẫn đồng màu nha. Ủi thì nó thẳng ra thôi. Rồi ống 24. Rồi các bác cao gì tầm dưới 1m65 là được. Rồi dài 93, ống 24, eo 76 78. Rồi cao 1m65 là đẹp ha.
Rồi, cái này các bác nào nhỏ con chốt con này cho em, còn rất là đẹp nha các bác. Rất là mới, rất là đẹp. Còn cái này thì nó bên trong thì không vấn đề nha, nhưng mà em vẫn cứ báo rõ ràng để các bác nắm bắt thôi, chứ thực chất không vấn đề. Em bán 850 ngàn, mã 204 nha các bác. 204, 850 ngàn. Quần dạ nha các bác, quần dạ M51. Rồi, nó mới lắm. Rồi còn hai cái này em lên luôn. Đây bữa bác nào chốt khục mấy cái này. Bữa bác nào chốt khục chốt lại em. Mới 100% lưu kho nha. Rồi, eo 78 nha các bác. Eo 78. Rồi, nó còn dây đeo táp rồi. Ủa cái này dài thoải mái. Bác nào cái này 109 là nha. Nói chung là bác nào chắc chắn phải cắt rồi, bác nào có cao chắc chắn phải cắt rồi. Nó dễ rồi. À, nó ngắn thì khó chứ còn nó dài nó dễ. Ống 25 nha các bác. Mới tinh ha, cái này cũng mới tinh lưu kho luôn đấy các bác. Nhưng mà đời này nó nút gài nha. Cái đầu của em lên á là nó dây kéo ha. Còn cái này là nút gài nha các bác. Cái này hôm nay em giới thiệu dây kéo rồi đúng không? Cái này là dây kéo rapid nha các bác, cái đầu á. Dây kéo rapid, còn cái này là nút gài ha. Cái này đời đời trước hơn hả ta. Rồi small regular. Small regular nha các bác. Đây cái này đời chắc xưa hơn. Đây. Có gì trong này nữa các bác. Rồi M1951 nha, hàng chuẩn hàng cấp phát nha các bác. Thường mấy dòng này nó lại không thấy ghi đời ta. Nhưng mà cam kết cho các bác hàng cấp phát. Nó có gì trong này các bác? Cục gỗ gì vậy? Kệ nó đi. Rồi trong này thì nó bị bể một nút không vấn đề ha, trong này thường mình gắn lót đồ quần là thôi không vấn đề. Rồi cái này nó là cũng lưu kho nha các bác, mới tinh, gần gần như chưa sử dụng nha, mới tinh nha các bác, 99% này chưa sử dụng là có đấy, mới lắm, rất là mới, mới tinh luôn đấy. Rồi em bán 1 triệu đồng, bữa mấy bác chốt cái này luôn mà hụt nè, bác nào chưa lên chốt lại lên là em mã ha, 205, 1 triệu đồng. Rồi mã 205 nghe các bác. Rồi tiếp theo lên con này, con này size to nha, lát lon, lát lon eo 98 nha các bác, kéo căng này được 100. Mà các bác cái này nó có tăng đơ nha, mấy cái này có tăng đơ hết nha các bác, cho nên là các bác tăng giảm được thêm được vài phân nữa, được phải mỗi bên 4-5 phân rồi đấy. Cái này sẽ đời sau nó may khác một chút. Eo 98%, dài 120 thoải mái các bác. Dài thì các bác về cắt thì dễ rồi, mấy cái này thì cắt rất là dễ ha. Ống 24.5. Rồi cũng mới tinh lưu kho. Đây các bác. Này đời sau nha, để đầu tem in đời sau thì tem nha. Nó may vào. Lát lon nha. Rồi. Đời 81 nha các bác. DLA 181 ha, chuẩn cấp phát đến Mỹ, năm 81. Nhà thầu Tennessee Apparel. Rồi, mới lắm. Rồi, khóa Scoville nha. Khóa Scoville. Scoville USA, mới tinh. Rồi, bác nào size to chốt con này. Rồi, em bán 800 ngàn. Mã 1206 nha các bạn. Mới 100% luôn đấy. Cái này cái đó, hai nói chung ba cái nào mới đó. Cái đầu thì nó tầm 97-98%. Cái thứ nhì cái này là mới 100% đấy, 800 ngàn nha các bác, 100%, nói chung là chưa sử dụng đó, 100% hiệu quá cứ cho 99% đi ha. Rồi 800 ngàn, mã số 206 nha các bác. Rồi tiếp theo em lên tiếp một cái áo. Cái này size to à, 46 các bác, 7 trên 75 kg, 46 lon. Cái này nó dơ nha các bác, thường nó mang là mồ hôi đó các bác, vết mồ hôi nó mang rồi để lâu ngày nó bị mốc thì nó trắng trắng vậy thôi chứ không phải bị bạc đâu nha. Nó dơ lắm, mang mấy cái này cũng hơi ngại. Nhưng mà áo ngoài thì nó sạch, nhưng mà cái này nó vết mồ hôi nó dơ thôi. Thì có thể các bác giặt có, tức là nó ra nó có thể sẽ hết sạch đó nha chứ không phải bị bạc đâu. Hoặc là cùng lắm nó cũng thấy mờ mờ. Chứ còn không. Ui.
Này rụng răng này, rụng răng khóa rồi các bác. Dơ quá ngại mặt. Rồi các bác từ 70, dùng là 75 ha, 75 đến 75 đến 85 cân, rồi cao 1m7 trở lên. Ok nghe các bác, nó bị đây nè, nó bị rụng hai cái răng nhưng mà kéo bình thường không vấn đề đâu các bác thấy không, nó rụng hai răng em kéo lên bình thường ha, kéo lên cái xuống thoải mái luôn các bác, không vấn đề nha. Thường giống như nó mặc thì nó giật mạnh nó bứt cái răng thôi. Đây các bác thấy không, nó rụng hết hai cái răng ha. Rồi nhưng mà kéo bình thường các bác thấy không, em kéo lên kéo xuống bình thường không vấn đề ha. Và nó bị che này, tức là cái nẹp nó che lại cho nên không thẩm mỹ, không mất thẩm mỹ nha các bác. Rồi áo còn ok, có điều là nó rụng cái răng này, em bán 350 ngàn. Mã số 207 nha các bác. Nói chung độ mới còn cao lắm. Thứ nhất là nó dơ cái cổ, thứ hai nó rụng cái răng thôi. Dơ cổ thì các bác về giặt, còn rụng răng thì cứ mang bình thường chả sao. Quan trọng là các bác thấy giá nó hợp lý hả. Vai 53 tay 68, dài 71, hoặc là các bác ưng thì đem ra tiệm họ thay nguyên sợi dây kéo mới, thêm 50 ngàn nữa thì nó cái áo vẫn 400 ngàn, vẫn rẻ nha các bác. Mã số 207 đúng không này em? Rồi mã số 207 350 ngàn các bác. Chuẩn hàng cấp phát nha. Rồi Defense Support Center Personal nha. 46 lon, 46 lon. Rồi chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2002 nha, SBO 102. Rồi nó còn mất lót trong rồi nha các bác. Nói chung là còn ok, duy nhất là khuyết điểm là ngay đây thôi. Đó. Rồi bán 350 ngàn. Mã 207 nha các bác. Rồi em lên một cái quần dạ thế chiến này, rất là đẹp nha các dây dây đeo nha các bác. À, dưới nó có dây da luôn nha. Bữa hôm em cũng có lên mấy cái đó các bác. Rồi rất là hay ha. Chất ở dưới nó bằng chất vải bố nha. Còn cái này là chất vải già. Dày ha. Ống mà kéo căng là 21 nhưng mà đúng của nó là nó banh cả cái chữ A này nó 21 rồi nha các bác. Nếu mà các bác đeo cái dây da này lại thì nó ôm vào cổ chân. Cái này phối đồ đẹp lắm đấy nha các bác. Ống nó còn 16 thôi nha, nếu mà siết vào á, tức là không không tính cái lớp tam giác này. Rồi còn rất là mới. À, quần dạ nha, quần dạ thế chiến của Thụy Điển nha các bác. Rồi cái nút mà có ba vương miện này thì nó của Thụy Điển ha. Rồi hàng cũng xưa đấy, chuẩn hàng cấp phát Thụy Điển nha các bác. À, C48 tức là nó quần dạ thế chiến đấy, tạm gọi là vậy. Rồi túi sau có nút nè. Rồi túi túi hông ha, hai túi hông rất là đẹp nha các bác. Hai túi hông chất dạ dày, độ mới cao, không lỗi lầm tì vết, không sờn, không bẩn, không lủng rách ha. Cái dây đai dưới đeo rất là đẹp nha các bác, không thích về gỡ ra làm dây đeo đồng hồ ha, hoặc là đó. Rồi tính nói dây đeo một cái nữa mà sợ các bác la đó. Cái này nếu mà các bác không sử dụng cái này về đeo cho thú cưng cũng được nha các bác, đó đeo cổ cho thú cưng cũng được. Tức là nếu mà không sử dụng á nha, nếu mà trong tức là nếu mà mình không sử dụng cái dây này á thì mình đeo vô nó đẹp nó sang, còn đúng ra thì cứ để về mang đi, mình mang thôi, mình mang mình đeo thúc cái này thôi mà cái quần cái dây này nó mới đẹp các bác. Rồi em bán 800 ngàn, còn quần đẹp mới nha các bác, không lỗi lòng và size đẹp nha. Eo 70 76 kéo căng là được 79 nha các bác.
Nói chung eo các bác từ 76 đến 79, 80 vẫn được ha. Rồi, khá là nó thủng nha, quần này mặc thủng. Cái này các bác phối đồ rất là đẹp nha. Này phối đồ đẹp lắm, mặc với mấy cái áo dạ thế chiến, hình như em còn mấy cái để em mang. Quần cái đùi nó to, nó thủng, đùi tới 35 là nghe các bác, nhưng mà dưới nó túm, chắc là cái quần giống như sẹt lô ngày xưa đó. Cái quần gọi là quần bắt ghi các bác, mang giờ nó thủng cái đấy, thủng cái đùi. Và ống ở dưới nó túm ha. Rất là đẹp nha, cái này phối đồ rất là đẹp. Nó và dài 100. Rồi em bán 800 ngàn này các bác. Hàng thế chiến bữa nay người ta săn nhiều lắm. Bữa nay là đang là thịnh hành đấy các bác. 800. Cái này mang với cái áo dạ thế chiến để em coi còn cái nào. Bữa hôm như còn mấy hình như còn mấy cái các bác chưa chốt mà ta. Đây nè, cái này đẹp mà. Đó, không cần đồng màu đâu các bác. Đây nè, cái này là đẹp nhất cho mà sao chưa chốt ta. Sao vẫn còn đây ha. Đấy, các bác mang cái quần dạ với mang cái áo này không cần đồng màu đâu. Đó. Cái quần này nó lưng nó cao nha, lên nó cao lên đây thì nó che được cái lưng của mình. Mang cái này vô. Rồi. Đẹp nha các bác, cái này các bác tầm 60 65 kg đổ lại ha. Rồi em 68 kg là cái bụng nó sát. Bụng em 86, 85 nha các bác, cho nên nó sát. Bụng bác nào nhỏ dưới 85 thì được. Ở trên thì vẫn thoải mái ha. Rồi, em M68 này, nặng 68 cân. Đó mang cái áo này đẹp thế mà vẫn còn đây ta. Áo này hình như em bữa em bán 1 triệu nha các bác. Đó lỡ rồi em đo luôn đi. Cái này mới lắm, cái này không lỗi lầm tì vết luôn. Vai 46. Hàng áo dạ này nó cũng nhiều kiểu dáng lắm. Cái này khá là đẹp ha. Tây 60. Chất dạ nó cũng đẹp. Dài 54 nha các bác. Rồi, lưng nó xếp ly nha, mấy cái lưng nó xếp ly đây. Rồi. Mấy cái tem khá là độc nha các bác. Giống mấy tem áo cọp xưa đó. Rồi, đây. Khá là đẹp. 1969 ha. Không biết phải cái đời của nó không. Đây các bác. Nhưng mà nó mới nha, nó rất là mới, không lỗi lầm, không tì vết, không dơ bẩn, độ mới rất là cao. Em bán 1 triệu đồng, cái này em lên bữa hôm rồi. Nhưng mà vẫn ế các bác, mã 99 nha các bác, là có chốt thì nhắn cho em. Em còn cái này nữa nè, cái này cũng chưa trôi hả ta. Cái này 500 ngàn nè. Cái này bằng nửa giá cái kia thôi, nhưng cái này nó có lỗi, nó bị dính mực một tí các bác. Rồi cái này các bác có rộng hơn chút nè, bác nào thoải mái tầm 70 kg. 70 kg đổ lại ha. Cũng ta 1m68, 1m70 đổ lại, nhưng mà thời hàng này phải mang quen nha, cái này nó ngắn lắm. Đó, cái kia cũng vậy nha. Rồi cái này em bán 500 ngàn, cái này chỉ bị tí ngay đây thôi, dính mực tí ngay đây thôi, và vài chấm ong đốt ngay đây thôi. Mấy cái này thấy nó làm khá là hay nha, có nút con bên này. Rồi nút nhỏ bên này ha. Này cũng nút chìm luôn. Nó có vài chấm nhỏ nhỏ rồi thôi đó, nói chung nhỏ nhỏ thôi không vấn đề đâu các bạn đó, vậy thôi. Đây nữa nè, hai chấm ở đây nữa thôi, các bạn thấy không, nó cũng nhỏ thôi nha, nhưng mà nó quan trọng lên form dáng đẹp, nhìn xa thì không ai thấy, nhìn gần mình soi kỹ thì thấy vậy thôi. Nút chìm nha, nút gài chìm chỗ này nó xì một nút người ta khâu lại rồi này. Bên trong thì gài chìm không sao. Rồi cái này 500 ngàn, này mã 100 nha các bác. Hai cái này bữa liền nhau đó. Rồi. Mà vẫn vẫn chưa trôi. Để em coi còn cái nào lên lại. Còn cái lên luôn. Còn cái lên luôn. Cái 500 ngàn em chưa đo bao. Rồi 45. Vai 45. Tay 58. Chỗ này mềm chấm nữa nha các bác. Nhưng mà nhỏ nhỏ thì không đáng kể, từng chất dạ thấy nó hay bị lắm các bạn. Rồi dài năm sáu. Rồi tiếp em lên sẵn em lên cái này luôn này. Ủa, ba cái liền nhau mà vẫn chưa trôi. Mã 101 nè các bác, 450 ngàn nha, hàng rất là xưa luôn đó. Cái này xưa lắm này, hàng thế chiến mà các bác. Rồi cũng bị vài chấm ở đây nè, vài chấm nhỏ nhỏ đó thôi. Đây nữa nè, đây nè các bạn, nói chung cái này thì hơi to một chút.
Đó, cái này bán 450 ngàn mã 101 nha. Cái này được cái nó dài hơn chút. Đai tăng đơ là đầy đủ ha. Mỗi cái mỗi kiểu dáng khác nhau à các bác. Hàng xưa thì mình mặc nói chung lỗi lỗi đó thì cũng vẫn được các bác hàng xưa rồi. Nó màu của thời gian thôi. Vết sẹo thời gian thôi chắc cũng không sao. Nhưng mà các bác quan trọng các bác có chấp nhận được cái không thôi. Vai 45 tay 61. Rồi dài. Dài 58 các bác, mà thường hàng giả để lâu nó hay bị nổ nổ vài chấm đó lắm. Này dơ tí thôi, không vấn đề đâu ha. Này gì đây? Này bên trong nó bẻ cổ ra chắc không vấn đề. Này chỉ có cái này thì giá chỉ có 450 ngàn thôi nha. Rồi, cũng khá là đẹp nha các bác. Rồi mét 7 đổ lại và 65 cân đổ lại ha. Em 68 cân hơi ổn. Này 450 ngàn nha các bác, mã 101. Này bữa em lên rồi đó mà. Rồi. Vai 45. Tay 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 60. Dài 58 các bác. Cổ tay nó cũng hơi sờn tí. Cổ tay nó hơi sờn các bác thấy không? Hơi sờn tí xíu thôi. Bên này cũng vậy nha, bên này thì nó tư ra luôn rồi. Bán 400 ngàn đi, cái này bán 400 ngàn đi. Mã 101. Rồi cái này thì em lên lại thôi chứ cái này bữa em lên rồi. Mà vẫn vẫn ế. Rồi tiếp theo em lên. Rồi một cái áo saten này đi. Áo saten. Ồ, màu cũng xanh ô liu nha các bác, màu nhìn cũng đẹp lắm nhưng mà cái cổ nó bị dơ thì nó tức là nó vừa dơ mà vừa bị gọi là phai màu nha các bác, cái cổ này nó không sờn nha. Chắc là em nghĩ là phai màu luôn đấy và dơ nha, vàng vàng là nó dơ đấy. Nhưng mà các bác bẻ ra mặt nên thì chắc không cũng bình thường đúng không các bác? Bẻ ra thì bình thường chỗ nó dơ thôi các bác về giặt rồi tem. Tem lụa nha, hai tem lụa. Áo còn ok, chỉ có bị phai phai ngay ngay cái nếp gấp cổ đó thôi. Còn lại ok hết. Màu ô liu nha, chuẩn màu ô liu luôn các bác. Màu còn rất là xanh ha, 92%. Độ mới cũng khá đấy các bác. Cái nó bấm gì nha, về các bác gỡ ra. Rồi đời. Đời. Cái này nó của Trung tâm Hỗ trợ Nhân sự Quốc phòng nha các bác. Thường là DPSC là của Trung tâm Hỗ trợ Nhân sự Quốc phòng. Và nó tức là nó khoảng ra đời khoảng đầu năm 70. Khoảng thời gian đó ha, hợp đồng số 97 9217 nè, tra cái số hợp đồng là biết nó đời bao nhiêu. Nhưng mà cam kết chuẩn hàng cấp phát nha các bác, và các bác thường á cái hàng của trung tâm gọi tắt là hàng của Bộ Quốc phòng á, nó sản xuất thì thường là nó ít ghi đời lắm, hoặc nó ghi hai số cuối ở sau đó. Trong contract thì nó ghi hai số cuối ở sau thôi. Thì cái này khả năng là năm năm 71 nha. Mà cái thường là nó chỉ ghi hai số thôi, mà cái này ghi bốn số cho nên không dám chắc. Đó, nhưng mà nó chuẩn hàng cấp phát nha các bác. Cam kết. Cho nên là yên tâm, các bác cứ yên tâm. Rồi, cái này sai, nãy nói sai nhiều. Rồi, cỡ như em đẹp ha, mét 68 và 68 cân. Các bác mét 7 đổ lại. Mét 7 đổ lại, 6 7 70 cân đổ lại ha. 70 cân đổ lại. Ok, 65 70 cân. Rồi. Này còn ok lắm, cái cổ nó hơi bị dơ dơ phai màu cái cổ một tí thôi. Rồi, cái này em bán 800 ngàn. Sai, sai đẹp nghe các bác. Rồi, còn ok ha. Đó, nó chỉ dơ cái cổ thôi. Nó dơ với nó phai nhẹ nhẹ. Sai của nó là 15 1 phần 2 nha, nhưng 33. Rồi, em bán 800 ngàn mã 209 nha các bác. Tiếp theo. Tiếp theo lên keo. Rồi, áo khoác không quân xanh đen nữa. Rồi đời 97 nha các bác. SBO 100 đời 97 ha, chuẩn cấp phát không quân Mỹ 597.
Đây, Defense Support này. Cũng trung tâm hỗ trợ nhân sự quốc phòng đấy các bác. Size 46 regular. Các bác 75 80 cân. 70 70 cân cũng được. Rồi, nói chung là 75. 75 80 cân ha. 85 cân, 82 cân cũng được. Hoặc 70 cân cũng được, quán nào thích mang rộng rộng, nhưng mà nếu mà đẹp thì tầm nói chung 74 đến 82 cân. Rồi, cao mét 68 trở lên ha. Rồi. Mới 500 nghìn. Cũng nó cũng mất cái lót phụ nha các bác. Lót phụ thì không vấn đề ha. Còn lại là nó mới ha. Các bác thấy cái cổ không tì vết gì hết ha, không dơ như mấy cái kia đâu. Rồi, bo còn ngon, bo tròn nha các bác. Không lỗi lầm, không tì vết. Đẹp ha. Mới, rất mới. Rồi em bán, à đo 500 ngàn nha các bác. Rồi vai, vai 53, tay 62 và dài. Mấy cái này nó tiện các bác. Form dáng cũng đẹp, mặc dù giá nó rẻ thôi nhưng mà form dáng đẹp. Dài 69 nha các bác. Lên form rất là đẹp nha. Và nó tiện, nó nhẹ, mỏng mát, dễ mang. Mấy các bác mang mùa hè, mùa thu đều được. Rồi em bán 500 ngàn. Mã. Mã nhiêu? Mã 210. Rồi. Tiếp theo lên một cái áo rằn ri. M65 rằn ri, medium short nha các bác. Medium short. Rồi đời 99 nha. Cái này cái khác chứ không phải cái hôm qua, mấy cái hôm qua đâu nha các bác. Mấy cái hôm qua em vẫn còn một số cái nha. Bác nào chọn mã nào thì gọi cho em báo á. À, cái nào còn thì em báo nha. Còn cái này cái khác. Rồi medium short, độ mới cao các bác. Nó phải 96% trở lên đấy nha các bác. Rất là mới. Rồi chuẩn hàng cấp phát 599. Đời này nó không có tam giác tay nha. Đời 99 là nó hết tam giác tay rồi. Rồi dây rút phụ kiện đầy đủ, sạch sẽ, không lỗi lầm tì vết nha các bác. Rất là mới luôn. Mới lắm. Rồi 70 đến 82 cân. Cao 1m 64 đến 1m 7. Medium short nha các bác. Còn rất là ok. 1.200.000. Vai 51. Medium mà vai có 51 à hả? Rồi vai 51 à. 51.5 các bác. Tay 60. Tay 60 thôi. Và dài. Dài 74.5 các bác. Rồi. Còn lại là ok ha. Độ mới cao. Phụ kiện đầy đủ nha. Ủa, nó bị ra ten này, nó dính cái dây kéo luôn. Nó thấy nó ra ten trắng trắng à. Cái này chắc cho nước vào nó nở ra thì kéo được ha. Nhưng mà thường nón mình ít xài. Cái đó nhiều khi nó dính bột gì đó, nó dính ha. Nón đây nha các bác, nón đầy đủ ha. Phụ kiện dây rút đầy đủ ha, dây trên dây dưới đầy đủ. Rồi em bán 1.200.000 nha. Cái này các bác về cho nước cái là kéo ra ha. Nói chung là nó cứng, kéo mạnh mà không nó gãy nữa. Còn không thì các bác để vậy thôi cũng được. Nón chắc ít tay xài. Do em các bác thấy cái gì trắng trắng ở trong nè. Nó dính á, giống như nó khô lại, nó dính nó cứng mà kéo nó không ra thôi. Rồi mã 211. 1.200.000 nha các bác. Mới cứng, mới lắm. Mới cứng thì hơi điêu nhưng mà nó độ mới phải 96% trở lên. Rồi tiếp theo em lên về hả? Đợi tí sắp xong rồi ngủ. Ủa, có một cái size 44, đợi chút đi, 5 phút nữa.
Rồi cái này size 44 là áo thủy quân lục chiến, áo lễ phục thủy quân lục chiến nha. Bữa bây giờ mấy cái size nhỏ này nhiều, có cái này size to hơn chút. Rồi các bác 70 kg ha, từ 60 65 đến 73 cân, 72 cân thôi các bác, 65 đến 72 cân. Rồi cao 1m68 trở lên, 1m68, cái tay em nó hơi trùng tí, 68 được, 1m68 đến 1m75. Rồi ok nghe các bác. Ủa, tem đẹp nha, lễ phục thủy quân lục chiến nha các bác. Mới, mấy cái thường thường mấy cái dòng này nó mới lắm. Thường lễ phục người ta một năm người ta mang có một hai lần thôi, cho nên nhiều khi họ mang xong họ cất đó rồi nó mới lắm. Rồi nút nha, cái nút logo thủy quân lục chiến rất là đẹp nha các bác. Và cái này thì cái nút dưới của nó là nó bằng nhựa bạn nghe, chứ không phải mất đâu. Em nhắc lại nhiều ha, được, trước em có lên mấy cái cũng vậy. Rồi tem chuẩn hàng cấp phát năm bao nhiêu đây, chuẩn hàng cấp phát năm 2000 nha các bác, SBO 100 ha. Rồi rất là mới, em bán 600 ngàn, cái nút nó đẹp lắm nha các bác. Rồi tem rồi ngon lành ha, rất là đẹp, 600 ngàn, mã 212, vai vai 48, tay 63, dài 78, 600 ngàn nha các bác. Rồi lên thêm một em lễ phục rồi đi. Ủa, con này cũng lễ phục mới cứng à. Con này em bán mới cứng 100%. Này nó dạng này à. Ví dụ như mà to lắm, cái này bán 250 ngàn, mới 100% luôn. Này vàng cũng lễ phục đấy các bác. Ủa, các bác về lấy nút không là cũng đẹp nữa các bác. Cái nút cái biểu tượng của nó nè, biểu tượng quốc huy nha, biểu tượng quốc huy Hoa Kỳ nha các bác. Và cái nút của nó không có khâu đó, nó chỉ gài cái chốt vậy thôi, rồi rút bác rút cái hụt nút ra. Các bác làm pin trong nón cũng đẹp nè. Mới 100% luôn, còn nguyên táp này các bác, có điều sai hơi to thôi, bác nào to chốt con này. Rồi đây chuẩn hàng cấp phát luôn nha các bác, đây đời 2010 nha, SBM1 C1 10, mới 100%, 250 ngàn thôi, vai 54, tay 66. Này các bác thì trên 80 kg nha, 80 đến 100 kg, dài 81. Rồi 250 ngàn. Mã 23. Rồi, chắc là em ngưng các bác. Mai em lên tiếp nha các bác. Em coi bao nhiêu phút rồi. Ủa, 53 phút rồi mà lên được có mấy cái. Lên hơi chậm đúng không các bác? Thôi em chỉ lên vậy thôi, một ngày lên với các bác lên được cái nào lên thôi ha. Và chắc là em ngưng video tại đây. Và xin hẹn các bác vào video vào tối ngày mai ha. Và xin chào các bác. Các bác chọn được mã nào thì cứ gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965 và em ship hàng toàn quốc nha các bác. Và cũng như thường lệ thôi, các bác khách quen thì cứ lên đơn là em ship. Các bác nếu mà chuyển khoản đủ thì em bao ship ha, còn không thì ship code thì em không bao ship nha các bác. Và giá em báo giá chuẩn ha, và em ship hàng toàn quốc. Rồi và xin chào các bác, hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.